Hirokazu Tanaka. Lại là Hirokazu Tanaka. Khắp nơi đều là Hirokazu Tanaka. Đây là cuộc tụ họp của 178 người cùng tên ở đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề trên khắp đất nước Nhật Bản. Từ em bé 3 tuổi đến cụ già 80 tuổi, thậm chí có người còn từ nước ngoài trở về tham gia. Họ mặc những chiếc áo phông có in tên mình và ngồi yên trong một nhà hát chật cứng trong 5 phút theo quy tắc của Guinness trước khi kỷ lục mới được tuyên bố. Tôi thực sự không tin nổi là chúng tôi vừa được trao kỷ lục Guinness thế giới. Tôi cảm thấy rất vui, thật ngạc nhiên. Đây là nỗ lực của ông Hirokazu Tanaka, 53 tuổi, người đã cố gắng tổ chức cuộc tụ họp này để lập kỷ lục thế giới sau hai lần không thành công trước đó. Hành trình tổ chức cuộc tụ họp cùng tên bắt đầu từ năm 1994, khi ông Hirokazu Tanaka biết được mình cùng tên với một cầu thủ bóng chảy nổi tiếng và cảm thấy hãnh diện vì điều này. Còn với những người tham gia, đây là một trải nghiệm thú vị. Cảm giác thật lạ khi trở thành người nắm giữ kỷ lục Guinness chỉ nhờ một cái tên. Ban đầu tôi cứ nghĩ để lập kỷ lục thế giới phải làm những việc như trong một phút đập vỡ càng nhiều quả trứng chẳng hạn. Cuộc tụ họp với 178 người tham gia này đã phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó do 164 người mang tên Martha Stewart nắm giữ trước đó.